tìm đâu được nhà liền kề, đường to ngõ rộng, ô tô đỗ cửa, sổ đỏ chuẩn chỉnh, giá dưới 2 tỷ dọn về ở ngay. Thưa quý vị, Ngọc Ánh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án mà căn nhà có thể ô tô đỗ cửa, giá rẻ hợp lý, sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn, tất cả quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ trao tay. Với căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Với cái vị trí của nó thì thuộc Đông La, Hoài Đức, giáp với địa phận Hà Đông, giáp với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Từ vị trí ngôi nhà này cách với trường đại học Phenica chỉ 2 km thôi, thưa quý vị, đi lại tiện ích ngập tràn, đường to ngõ rộng, thênh thang, tội gì mà không mua đúng không ạ? Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, tiện ích xung quanh ngập tràn, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đầy đủ. Với cái thiết kế của ngôi nhà thì là 3 tầng, diện tích là 31m2. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị là cửa gỗ, rất là chắc chắn và an toàn. Mặt tiền của ngôi nhà, hiện tại mặt tiền của ngôi nhà này là được 3m6, thưa quý vị. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Với phần hoàn thiện cơ bản là đã xong hết, quý vị có thể dọn đồ về ở. Chỉ còn một chút về cái vấn đề dọn dẹp vệ sinh nữa là xong. Tầng 1 thiết kế cho quý vị đầy đủ công năng, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ rồi, đầy đủ hết rồi. Gạch lát nền kích thước gạch 60, tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, cho nên với căn nhà này thì chỉ dọn vệ sinh trong vòng buổi sáng và buổi chiều quý vị dọn đồ về ở. Sổ thì sẵn sàng trong két sắt, sẵn sàng giao dịch cho quý vị trong ngày. Đây là phần không gian phòng bếp, đây là phần để tủ lạnh, thưa quý vị. Tủ bếp hoàn thiện xong hết, chỉnh chu cho quý vị. Chậu rửa, vòi rửa, tủ bếp, phụ kiện bếp đi kèm đều lắp đặt xong xuôi. Tủ bếp thì thiết kế ở đây là tủ gỗ, mặt bếp thì ốp đá granite. Và với cái căn nhà này ấy, thì giá rẻ cho nên chủ đầu tư thiết kế tối ưu cái công năng sử dụng 3 tầng cho mọi người. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1. Tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ và ở dưới đây thì thiết kế là sắt mỹ thuật. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Vị trí ngôi nhà Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, hướng nhà này là hướng Tây Bắc. Ngoài ra ở đây còn một căn hướng nhà là hướng Đông Nam quý vị nhé. Ô tô đỗ cửa thực tế như thế kia. Ở đây thì tổng cộng là có 6-7 căn mọi người ạ. Và đã bán 3 căn rồi, chỉ còn 4 căn thôi. Cho nên mọi người nhanh chân chọn lựa cho mình những cái căn nhà ưng ý nhất. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị như sau. Hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Phòng bên ngoài thậm chí còn có ban công mở hướng ra phía bên ngoài thực tế. Đây. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đầy đủ. Còn một chút phần vệ sinh thôi mọi người ạ, còn hơi bẩn một chút thôi. Tuy nhiên thì Ngọc Ánh vẫn quay và gửi tới cho quý vị ngôi nhà này. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ ở tầng 2 trước và sau. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong. Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng, cửa sổ thông thoáng cho mọi người. Từ cái vị trí ngôi nhà này, nếu như mà quý vị có xe ô tô to muốn gửi thì bãi gửi xe chỉ cách nhà 50m thôi. Giá gửi xe rất là rẻ và hợp lý nha mọi người. Đó. Đây là phần phòng ngủ với cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Rất là an toàn, chắc chắn, thẩm mỹ. Một ngôi nhà thiết kế 3 tầng, diện tích 31m mà công năng sử dụng vẫn là hợp lý như thế nào ạ? Mời mọi người theo em lên tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà xem với cái diện tích như thế, ô tô đỗ cửa nó có hợp lý hay không? Dạ vâng, Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với ngôi nhà hoàn thiện xong hết, xây mới cả nhà và đất. Mọi người yên tâm, cái giá Ngọc Ánh báo bao giờ cũng là giá báo cả nhà và đất, mọi người hoàn toàn không phải lo nghĩ. Nhiều khách hàng thấy giá rẻ quá thì cứ nghĩ rằng đây là chắc báo nhà giá đất thôi, còn chưa tính giá xây. Còn đâu thì cái giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Nhiều quý vị thắc mắc rằng là tại sao không thông báo luôn? Vì thực tế tại thời điểm này có nhiều chủ đầu tư tăng giảm khoảng tầm 2-30 triệu, 50 triệu thì Ngọc Ánh sẽ khó. Bởi vì đã nói rồi mà không thay đổi thì nó khó. Cho nên là Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần bình luận, để nếu như mà chủ đầu tư có thay đổi tăng giảm giá thì em sẽ sửa luôn ở đấy tại thời điểm hiện tại, quý vị có thể nhìn thấy nhé. Đây là phần sân phơi. Đó, thiết kế rất hợp lý cho quý vị, đầy đủ công năng. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể,
Vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.